Giang xin mấy ông cho tôi gặp mặt ông Long. Tôi cần gặp ông Long. Tôi cần 500 ngàn. Tôi biết cái mạng tù của tôi không đáng giá 500 ngàn. Nếu ông ấy bằng lòng cho tôi, bỏ tôi xuống của giết người, chuyện gì cũng dám làm cả. Con hai à, thằng nhóc nói là ba của nó có chuyện, nó cần 500 ngàn. Ba của nó có chuyện, đưa tiền cho nó đi. Không cần nói gì nữa. Lấy số tiền này. Có hai đứa cậu đi về. Cậu không nhận làm đệ tử đâu. Tôi cần 500 ngàn để cứu ba của tôi. Ông không có tiền để mà giải phẫu, chứ ông ta sẽ chết gì đó. Đây là 500 ngàn. Nhớ là bà của cậu đã thuộc về tôi rồi đó nha. Lão nhị rất là tiến bộ nhiều. Lão tam đề cao cảnh giác hơn, lúc nào cũng có thể có cây súng thứ ba xuất hiện, có thể có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Đã chơi hết 17 năm, lần nào anh cũng giỡn cái trò này thôi. Chuyện trong giang hồ thay đổi bất thường, có nhiều chuyện khó nói lắm. Cho nên nhiệm vụ của em là ở nhà coi chừng cho ba, nghe chưa? Ok. Thầy uống dạ. Ủa ba, sao mà ở không quá vậy hả? Cậu có khỏe hay không? Đúng, nhà nói lúc này chú làm ăn khá dữ lắm. Hay dạ, buôn bán nhỏ thôi đó mà. Đâu có dám mà bù với cậu chứ. Không phải đâu, là bột đó. Bột? Là bột làm hủ tiếu à hay là bột bắp? Nghe người ta nói là bột trắng. Bột trắng? Phải bột ở đâu? Tôi không có biết. Nói. Ở trên đó. Tôi để mặt cậu là Long Nhị thiếu gì à? Trong này thứ bột gì cũng có cả, nhưng mà chỉ thiếu bột trắng mà thôi. Nếu lục ra được thì làm sao hả? Thì tôi sẽ mất sạch hết đó. Cậu hai. Đó là chuyện riêng của chúng tôi, ngồi xuống đi. Đừng nha, cậu hai, tha tôi đi, nếu còn nữa tôi chặt đầu ông. Nè, mọi người ra đi, mọi người ra đi. Mọi người ra vô nhà tôi rồi. Còn lão tam đâu? Cậu hai. Nói. Cậu ở trong nhà thương. Lập tức kêu lão nhị vô nhà thương. Vậy tôi nha. Bạn của tôi ra sao rồi? Xin lỗi ông, tôi cũng không mấy sợ nữa. Biết cô có nói không? Tôi thiệt là không có biết mà. Lão nhị, ba ra sao rồi? Cô không chịu nói. Long Nhật phụ thế nào rồi? Xin lỗi nha, tôi không có phụ trách, vì vụ của ông Long mà. Vậy kêu người biết rõ chuyện này ra nói với tôi đi.
Tôi đi hỏi bác sĩ giùm chồng nha. Tạm thời mấy người đừng có ồn ào nha. Nếu muốn mà con không có chuyện gì thì mời ông đi ra ngoài trước đi. Cô nói chuyện còn hai vậy à? Mấy ông làm cản trở chúng tôi làm việc. Người bị thương vì ra máu quá nhiều, còn chưa có thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Chúng tôi đang chuẩn bị truyền máu cho ông ta. Mấy chị làm ơn đừng có gây phiền nữa. Nè nè, im lặng đi, im lặng đi, im lặng đi. Cô à, bây giờ chúng tôi có đủ người ở đây, đủ máu để truyền cho ba tôi. Cho người ta lấy máu đi. Xin lỗi, cô hai thông cảm cho chúng tôi đi. Cô làm ơn giúp chúng tôi đi nha. Tại đây bắt có bao nhiêu người thuộc máu AB? Cho tôi danh sách của họ đi. Phong à, lập tức kêu họ tới về đây. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cả. Dạ. Ông Long à, bộ ông tưởng ông là người có tiền và là người trong xã hội đen thì ông muốn bất cứ cái gì đều được hay sao? Tôi không cần biết gì cả, chỉ cần cứu lại cha tôi, bán luôn cái đầu của tôi nữa tôi cũng chịu, biết chưa? Lên 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 con hai, kết quả thử máu cho biết. Không có người nào thích hợp cả. Thì không có hay sao? Dạ. Mẹ nó. Lão Tam đi đâu? Lão Tam, em ở đâu vậy? Mẹ đó hả? Bình tĩnh đi, Lão Tam đi. Coi, coi, bình tĩnh chú ý. Cha đang nằm ở trong nhà thương, còn em thì ngồi ở đây. Anh biểu em coi chuyện cha. Em bỏ đi đâu vậy? Em không đi đâu hết. Nếu mày không đi đâu thì cha đâu có bị người ta phục kích chứ, có biết chưa? Là trách nhiệm của em đó. Phải, em vô dụng. Em nhận mình là vô dụng. Mấy anh nói em là vô dụng đi mà. Sao đây? Nhìn này, tránh ra. Cậu hai, anh giỏi thiệt. Có công trả lệnh, có quà thì em phải gánh. Em nói cái gì? Bây giờ anh đã còn đánh em nữa. Nhìn anh đủ rồi nha. Em đã nhìn suốt hai mươi mấy năm trời rồi. Anh có tư cách gì đánh tôi? Anh không phải là người mang họ không? Lão Phạm, anh là người ngoài thôi. Anh chẳng qua là bạn tôi, lượm vậy luôn mà thôi. Anh hai, anh hai, em nghe lời của anh, đừng có nhắc lại nữa hả? Phải lên trời lên đất cho cha được bình yên. Nếu không anh không có tha cho em đâu. Đừng nói nữa. Chúng tôi kiếm ra được bốn người có loại máy EP. Một người đã chết, một người đã xuất ngoại, một người đi gian nghĩa, còn một người ở lại đây. Là ai vậy? Y tá của nhà thương này tên là Thẩm Tuyết. Ai tên là Thẩm Tuyết? Kêu cô ra đi. Ờ, Thẩm Tuyết hả? Ta sợ cô đã đi về rồi. Ờ, chính là cái cô hồi nãy nói chuyện với ông đó. Ê, ông Long à, ông không có được bước về trong này đâu. Ông Long à, bình tĩnh lên đi. Lão tiên sinh không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bất hạnh một điểm là ông phải bị liệt nửa thân người. Lần này ông Long được cứu là nhờ y tá tên là Thẩm Tuyết, cổ đã ba lần truyền máu, chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ cho ông Long. Cô Thẩm à, là cô truyền máu cho ba tôi à? Ừ. Cảm ơn cô Thẩm. Cậu hai, cảm ơn cô. Không có gì, xe đã chuẩn bị rồi. Anh Long à, con phải biết nói là cảm ơn Thẩm cô nương nhờ. Bà yên tâm, con biết mà. Chào cô Thẩm.
Cô Thẩm à. Thế nào, hôm nay có bớt hay chưa? Dạ chưa, cô Thẩm à, tôi muốn đi đái đó, dắt tôi đi nha. Được rồi, để tôi gọi năm y tá tới cho ông nha. Không được rồi, cô dắt tôi đi bà. Cần để giúp cô không gì? Không cần, ông ra ngoài trước đi. Cô Thẩm à, tôi muốn ở đây. Cô Thẩm à, nè. Đi đi. Đừng có đánh bà. Nè, có sao không được? Không sao. Hả? Không sao chứ? Tôi không sao. Cứ kêu hoàng tìm tay đi, ở đây là nhà thương mà. Đánh thì cứ đánh đi. Ông có thể giúp con nhỏ là vì sao? Thứ người như vậy không đánh không được. Cảm ơn ông nhiều. Đây là một ít tâm ý. Ba của tôi biết cho cô đó. Cô lại được ba của anh, tôi đã cảm thấy mừng rồi. Tôi không thể nhận quà của anh đâu. Cô nhận đi. Wow, rõ ràng thiệt đó. Cầm lấy đi. Tại sao cô lại không nhận chứ? Tặng bông được cái gì? Cảm ơn. Tôi muốn mời cô đi ăn cơm. Xin lỗi nha, đã có người hẹn tôi đi ăn cơm rồi. Long Nhĩ ở Đài Bắc này hẹn cô đi ăn cơm, thì không còn ai có thể hẹn được cô nữa. Vậy được, chơi vui vẻ nha. Chào cô Hai, chào cô Thẩm. Ừ. Cô cười cái gì? Bộ mỗi lần đi ăn cơm để diễn ra một đám như vậy à? À, đây là nhà hàng nổi tiếng nhất, có món cá gì căn bỏ để bắt đó. Ông có ngại theo tôi tới một nơi tầm thường hay không? Không ngại. Ừ, tôi chỉ muốn ăn món canh phổi heo. Được. Phong à, cô ta muốn ăn canh phổi heo đó. Ok, canh phổi heo, mời. Cảm ơn. Mời. Xin mời. Cô Thẩm, canh phổi heo. Cô Hai, canh phổi heo. Canh phổi heo mà cô muốn uống rất là dễ dàng đó. Uống thử đi nha. Động viên tới nhiều người như vậy, anh còn nói là dễ dàng hay sao hả? Từ từ cô sẽ quen thôi mà. Nè, tôi thì muốn biết là dù ông đi tới đâu hay là làm cái gì cũng có đông người đi theo, ông không cảm thấy mất đi tự do à? Như vậy đâu có gì là hứng thú nữa. Mất tự do à? Phải nói là mất hiệu quả thì đúng hơn đó. Tôi nhớ lúc mà tôi còn nhỏ, ba mẹ của tôi rất là quan tâm tới tôi, dù là tôi có đi tới đâu thì cũng cho người đi theo tôi. Tôi cảm thấy rất là không có được vui, tôi cảm thấy mất đi tự do nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì khác, tôi muốn làm gì cũng được. Còn tối nay tôi cảm thấy tôi trở lại thời một đứa bé gái. Tôi hẹn cô ra đây, đương nhiên là phải bảo vệ cho cô rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một người con gái tầm thường, đâu có ai có thể hãm hại tôi được. Hơn nữa, trong đời của tôi chỉ cần có một người chịu bảo vệ cho tôi, vậy là đủ rồi. Phong à. Dạ. Cậu Hai, chỗ đây không cần tụi bay nữa, về đi. Có cần để lại vài người không vậy? Không cần, tụi bay đi về hết đi. Dạ. Tất cả rút về. Dạ. Nè, hai người ngồi ăn đâu cần phải chiếm một cái bàn dài. Muốn cô gái thì lên nhà hàng sang trọng đi. Mày nói gì mày? Nè, Phong à, để cha đó đi. Ngồi xuống dưới cũng được mà. Tuyết à, cô không có ngại chứ? Không có sao, tôi đã nói rồi, tôi chẳng qua chỉ là cô gái tầm thường. Chúng ta đi xuống dưới nha. Cô sẽ hết hồn. Ông làm cho tôi hết hồn đó. Nhận lấy đi. Cảm ơn. Dừng.
Nếu anh ta có chuyện gì, ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Gọi xe cứu thương. Dạ. Anh Hai. Lão Nhị. Xảy ra chuyện gì? Chẳng có gì cả. Anh nói chuyện xong rồi, về đi. Xin lỗi ông Long nha, chúng tôi phải lên án ông. Chuyện gì nữa? Chúng tôi ít nhất phải lên án ông 7 tội. Mưu sát và kinh doanh sòng bài dưới hầm, buôn lậu vũ khí. Ông nói cái gì? Là lão Tam khai ra thôi. Kể cả hai người em chủ yếu của ông cũng đã khai ra hết rồi. Thì là lão Tam chơi tôi. Nếu không phải là người nhà của họ Long thì làm gì biết ông đi cặp bộ tại Sĩ Lâm. Làm phản trong nội bộ là chuyện thường xảy ra trên giang hồ. Ông Long, ông sẽ không có sao đâu. Mong là có một ngày ông sẽ mang chiếc nhẫn tới để đổi lại cây súng này. Cảm ơn. Vô đi. Vô đi. Đại ca, tuấn cảnh sát bị giam vào đây. Lão Nhị kia mà vô gặp tao à? Không phải. Không phải lão Nhị kia em tới. Tự em vào đây thôi. Mình tìm cơ hội vượt thoát đi. Đưa tao bước trên xác của anh em đi ra ngoài à? Tao không làm đâu. Không phải. Cho dù tôi liền bỏ mạng, tôi cũng phải cứu anh. Vậy mày biểu tao chạy thoát hay sao? Lão Tam không phải là người xấu. Nó không để tao chết đâu. Chẳng qua nó nóng nảy nhất thời thôi. Con người của Tam ca không xấu, nhưng ảnh thiếu thông minh, làm việc lỗ mãn. Nhưng mà ảnh rất thương tụi nhỏ. Nhị ca là đại ca của tôi, mạng của anh sẽ quan trọng hơn của tôi. Còn đại ca là người tôi trọng kính nhất. Tôi không muốn nhìn thấy ba đẹp phải tàn sát lẫn nhau. Anh Hai, cho tôi một cơ hội đi. Tại sao mày biểu tao hôm nay nhất định phải giết chẳng ra ngoài? Cho dù là mày không tiếc mạng của mày đi nữa thì cũng phải nên để dành cho anh Hai của mày. Em xuống đi. Đã nói chuyện với em có được không? Em không nghe lời quan trọng. Em đừng khờ giả quá đi. Em không có khờ. Là cái thằng con quan đó để em làm vậy. Từ nhỏ cho tới lớn anh giỏi hơn hắn nhiều. Hắn là cái thá gì? Hắn chỉ là đứa con nuôi mà thôi à. Hắn chẳng qua là người ngoài. Tại sao chuyện gì bắt tin hắn hết gì chứ? Nếu người đại ca trong nhà họ Long là anh, em nhất định là sẽ phục tùng anh. Anh không có chút cảm tình gì hắn. Trong đời của anh này chỉ có một đứa em trai ruột mà thôi. Có người cha nào mà không thông cảm cho con ruột của mình chứ? Ông à, ông có đặt bàn hay chưa? Không phải.
cái gì? Đánh đường vậy? Là mình trả lời chị đúng rồi. Là mình chỉ có phải không hả? Là cho nhà họ Long Hoa chấp hành giáo pháp đó mà. Tôi không biết đâu hả? Là mình trả lời chúng tôi đi mà. Tôi biết chắc là lúc ta bị giết là tại vì mình đã báo cho nhà họ Long là không phải chuyện chơi đâu, xã hội đen đó. Nè 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 chúng tôi là người đàng hoàng, mấy người đứng hại chúng tôi nha. Không cần phải sợ, tôi không có giết các người đâu. Coi làm nổi gì cháu, ta sẽ chết người đó. Thật là người sống trong nhà tù không khác gì một người xuất gia tù hành động. Làm hòa thượng lúc gặp với thanh tịnh, đón tiếp một phần, rồi sau đó mới phổ độ chúng sinh. Người sống trong giang hồ cũng phải lục thần bất nhận. Muốn làm kiêu hùng thì phải chịu đựng cô độc. Thường thường trong quá trình thành công phải nhìn thấy cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè vì bản thân mình. Thậm chí còn phải chính tay giết chết nữa. Cái chết của lão Tam, cô có thể nhìn thấy rõ ràng mình thuộc loại người nào rồi. Long Đại à, bây giờ bên cạnh con có một người bạn gái tốt như vậy. Con có thể lựa chọn con đường mà con phải đi đi. Buôn bán trong xã hội đen, ba sẽ không làm nữa. Bởi vì ba đã già rồi. Sau này tất cả phải nhờ đến hai anh em của con. Happy birthday to you. Happy birthday. Nè, mấy người đừng có quấy phiền người ta nữa mà. Nè, đi ra ngoài hết đi nha. Nè, phải không Trinh? Được, được mà, cảm ơn, cảm ơn. Nè, ta nữa à, lại đây, lại đây. Nè, 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 lại đây, đi ra ngoài đi. Long à, con hãy nói chuyện với Monica một chút đi nha. Dạ. Có một món đồ em muốn giao lại cho anh. Là cái gì? Hôm nay em đã nhận chiếc nhẫn của anh rồi. Giờ cây súng này em không cần tới nó nữa đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, súng không còn hữu dụng cho anh. Anh đã từ bỏ giang hồ rồi. Bà sao con còn ngồi đó? Mau đi giúp anh hai con sửa soạn đi. Nếu hôm nay là ngày đám cưới của con hay là lão ta, bà có vui vẻ như bây giờ không? Bà chỉ có hai người con rủ thôi, con và anh hai của con. Bà có thể coi như chưa hề sinh ra đứa con như lão ta, nhưng mà con không được. Con dính mắt đi nhìn thấy nó ra được, suốt đời con cũng sẽ nhớ. Là ba ruột của tôi, là chính tay giết chết con ruột của mình. Xin lỗi nha, con phải xét mình. Mày điên à, tao mà cũng xét mình sao? Mày có biết tao lại không? Tôi mặc kệ ông là ai. Bảo đảm sự an toàn của ông Long từ tối nay, bất cứ ai cũng phải kiểm soát. Ông Long ở đâu? Anh Phong à? Lâu quá không gặp. Tới trễ quá vậy. Ông Long, ông này là... Ồ, là anh em tốt của tôi. Gần đây có khỏe không? Cảm ơn anh. Người này là gì? Nói chuyện không phần lớn nhỏ. Cứ đồ chép mình của tôi hoài vậy. Là đệ tử nhỏ của tôi thôi. Tôi nói là tôi đã rút chim từ khỏi giang hồ, mà tụi nó cứ phải lo thôi. Chẳng có gì phải lo cả. Tôi bây giờ làm nghề bán trái cam đó mà, cho nên nó cũng cần phải đi theo tôi đó. Anh hai tốt như vậy, có ai mà cũng muốn đi theo chứ. Ê, đừng có nói nhiều nữa. Anh đã lâu không gặp cô Tuyết rồi. Vào phòng coi cô dâu đi nha. Có phải con đang giấu bà chuyện gì hay không? Anh Phong, anh thật là có lòng quá. Anh là người khách đầu tiên của chúng tôi đó. Tôi là người khách đầu tiên của ai gì, cũng là người khách cuối cùng. À, xin lỗi con ạ. Tôi cũng chỉ là bắt cái gì.
Cả gia đình tôi nằm trong tay của anh. Hắn là ai? Là con của Tử Tiêu hả? Bà sợ giết chết cùng. Còn và lão bà sẽ không trách bà đâu. Bà thật sự bổ sung bắn chết cùng sao? Người nào làm người đó chịu. Thả họ đi về hết đi. Thả họ đi. Có chuyện gì tôi sẽ phụ trách. Đi đi. Chạy mau lên đi. Mau lên. Đi đi. Anh đi đi mà. Đi đi. Mau lên. Anh Long. Mau lên đi. Mau lên. Chỉ cho bọn có cây súng. Anh tự lo liệu đi. Chạy mau lên đi. Tuyết à? Cậu hai chạy đi, cậu hai chạy đi. Khóc không à? Tại sao không nổ súng đi? Bởi vì em là người vô tội. Em về nói cho lắm gì biết. Anh không giết hắn vì nhà họ Long chỉ có một mình đó thôi. Anh sẽ rời khỏi Đài Loan. Kiều nó chăm sóc tốt cho cha đi. Lúc bây giờ có 17 người chết, 7 người mất tích. Duy nhất là ta sẽ cũng mất tích luôn. Có thất bại rồi. Thế con nít đừng có nóng nảy như vậy. Số tiền này đủ cho anh đi khắp thế giới. Cho dù là đi tới đâu cũng được. Cũng phải kiếm cho bạn được anh hai và chị hai tôi vậy. Nè, con nhỏ kia kêu anh kìa. Nó còn phải là bạn gái tôi. Nó tên Moon thôi. Tôi nói cho anh biết nha. Nếu bây giờ mà anh nhảy xuống lầu á, thì từ nay về sau đừng có hòng mà bán mạch tiếng nữa hả. Cũng đừng có léo hánh tới chỗ này nghe chưa. Hả? Chưa tới phút cuối. Chưa có biết ai thắng ai bại đó nha. Làm cái gì? Không có gì. Tôi ra ngoài ngắm cảnh thôi. Mắt đái à? Hơi hơi. Đi đái đi. Tôi còn nín được mà. Vậy thì tốt. Đủ rồi nha mày. Mày có thổi lớn nữa tao cũng không có đái đâu. Có gan thì chơi lớn đi. Chơi thế nào? Lái xe nhào vô trong đó. Xe này à? Đương nhiên rồi. Tôi sợ nguy hiểm đó. Không dám à. Anh lái hay tôi đi? Ai cũng được hết. Hai tay của anh ở bờ con chim như vậy á, làm sao mà lái được chứ? Lái thì lái. Cẩn thận nha. Ngồi cho chắc đi. Đi rồi sao nè, được lái. Đi rồi sao hả?
Đứng dậy đi. Có sao không ạ? Không có sao hết. Nè, tôi nói anh biết nha. Hôm nay anh thua rồi. Từ nay về sau không được bén mảng tới địa bàn của tôi làm ăn nữa. Tôi gặp ở đâu đánh chỗ đó đó. Anh liệu hồn của mình trốn khỏi tôi đi nha. Vậy còn anh hai của em thì sao đây? Không phải đó. Nếu mà anh em của tôi có phần á, thì một mình tôi đi nuốt hết đó. Được không hả? Có cái gì nữa không? Anh toàn bộ lấy ra hết đi. Ừ. Còn ngươi nữa. Lấy ra đi, nhà đi, đi, mày nhà đi chuyện nhỏ thôi mà, hả? Tôi có người anh em đây nè, biết ý tôi lắm đó nha. Nè, Wow, nuốt hết cái bịch lớn như vậy mà còn lái xe được là thiệt là tài tình đó nha. Không tin tưởng mình được nữa. Lái xe, cẩn thận nha. Được rồi, khỏi lo. Cũng tài nạn cảnh nuốt nhiều riêng quá đi. Đâu phải tài nạn chưa? Nè, phải bị mê tới mấy ngày đi. Một ngày. Hả? Anh nuốt giờ 200 mấy chục riêng, chứ phải ngủ hết 1 năm rồi. Biết làm sao bây giờ? Anh mà có chuyện gì mất tình anh chứ. Bộ tôi là Superman hay sao chứ? Wow, thằng nào mà dám đụng xe tôi vậy hả? Có chuyện gì nói ra đi. Dạ anh à, anh có biết hồi nãy em cản đường xe của ai không hả? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Ông chịu nhận thì được rồi. Tôi được. Chúng tôi cho ông thời gian là 3 phút. Các vị anh em cắt một miếng và một ly bia cho chị Moon. Anh Thông, anh Thời. Dạ. Mày đó nha. Chỗ này có phải là của anh mày hay không? Dạ không phải. Không phải thì giang ra đi. Chị Môn à. Em đang bị sốt. Em nóng ghê lắm. Qua đây coi đi. Ở chỗ này đây ai là làm đại ca hả? Em đã biết lỗi rồi. Có biết chưa? Em biết lỗi rồi. Sao mà anh đẹp trai quá vậy hả? Đại phi à, đừng có nói chuyện nữa mà. Hay à, đẹp thì tôi nói đẹp. Tôi phục anh lắm đó nha. Nè. Anh nhìn kỹ mặt của tôi đi. Tôi xin anh lần sau á, đừng có đụng xe trước mặt của tôi nữa nha. Tôi sợ lắm đó. Nếu mà không nhờ tôi đè tôi nhỏ xuống á, coi như anh lãnh đủ rồi. Xin lỗi nha anh Đại Phi à. Không phải là nói chơi đâu à. Đại Phi, bước qua đây. Kêu tôi nữa đó. Bước lại đây đi. Chị ai à? Có sao không vậy?
đừng có đánh em mà. Em cũng là con người mà. Đừng có đánh em mà. Chị Hải à. Tại vì cho anh uống quá nhiều cần sa đó. Vậy sao? Phải rồi. Chị là Dương Dũng hả? Còn cái tóc hả? Chào cái tóc hả? Đừng có đánh hoài đó hả? Nè, không có nhìn thấy đâu đó. Em cũng là con người vậy. Làm cái gì mà trước đám đông đánh em hoài vậy? Em là em trai của chị mà. Em trai? Mẹ của ta chỉ sinh có một mình ta thôi. Làm gì mà có em trai chứ? Đủ rồi đó nha. Chị sinh sớm hơn em có 3 năm thôi. Làm cái gì mà đè đầu em hoài vậy hả? Thiệt là quá đáng đó nha. Phải mà. Cho dù tôi sinh sớm hơn người một ngày, tôi cũng sẽ suốt đời đè đầu của người thôi. Đừng có học làm đại đi cá trong tù nha. Đủ rồi đó nha. Còn dám nói không có nhịn nữa đâu. Buông ra. Chị hai à, anh đi xỉu đi rồi. Hả? Nó xỉu đi rồi hả? Mau đỡ nó ngồi dậy đi. Anh Đại Chi à, anh không có sao chứ? Cũng là tại em giữ vào vai của anh thôi. Đứng lên đi nha. Ê, đỡ nó vô nhà đi. Mau lên, mau lên. Mau lên đi. Hai anh giả bộ tôi mà. Không có chồng. Ê, hồi nãy cái thằng quỷ nó làm hư hạng của ông. Tôi đền tiền lại trong nha. Không cần. Vậy tôi mời ông uống bia nha. Anh nha, cho ông một ly bia đi. Vô sổ tính tiền của tôi nha. Chị hai, chị mời anh uống bia hả? Mời luôn tụi em đi. Chào chị em bia. Chào chị. Uống có tiểu uống. Nhưng phải coi chừng đàng hoàng đó nha. Biết chưa? Dạ được mà. Được rồi. Cái thằng Mỹ Thông này, đi gọi Đại Chi đi. Anh Bia, tôi biết tôi có lỗi, nhưng mà anh cũng đừng có chơi đệ tử của tôi, có phải vậy không hả? Ê, tôi đâu có dám chứ. Anh là anh Phong của anh Phi Xích Trụ kia mà. Tôi đâu có dám chơi anh chứ. Thôi đi, cho tôi một viên đi. Cho một viên thôi mà. Anh Bia, cho tôi một viên đi. Một viên là đủ rồi, anh Bia. Bây giờ anh dám tới đây xin tôi một viên hả? Sáng nay thì cho anh hai của anh nuốt mấy chục viên liên tục đó. Bây giờ còn dám tới xin tôi à? Anh Bia, cho một viên thôi mà. Viên là phòng đó. Dạ. Qua đây, hãy lấy đồ người tới đây ngay. Được. Có giống cảnh gà Bạch Dân không vậy? Đâu có giống chứ. Giống không mày? Đừng có chơi mà. Hồi xưa tôi có theo anh học nghề đấm bóp đó. Để tôi đấm bóp cho anh nha. Tao hỏi mày có giống cái cảnh gà tương bột xào ớt hay không thôi nè. Không, không giống. Không giống à? Đưa chai tương ớt cho tao. Anh Bia, ở đây nè. Em muốn nhớ kỹ cái hiệu này đó nha. Uống qua chưa? Dạ thôi. Uống rồi à? Anh Bia, anh làm gì vậy? Hơi quá đáng đó nha. Đối xử với em cũng hơi quá đáng đó nha. Lấy ớt tương cho tao. Anh Bia, đừng mà, cay lắm mà. Cay lắm đó. Buông tôi ra đi. Buông tôi ra. Đừng mà. Đừng mà. Chào hả? Đừng mà, anh Bia. Anh chịu không nổi đâu. Anh Bia, đừng mà vậy á. Nè đó, liếm cho sạch đi. Liếm sạch ta sẽ cho mày. Liếm đi. Chạy đi!
Thông đâu rồi? Lo cái nào cái gì hả? Chạy đi! Anh đi à, tôi kiếm được chiếc giày nè. Giày cái đầu của mày, giày giày. Hàng để đâu hả? Trên xe. Cái đồ ngu, hàng để trên chiếc xe đó. Hả? À, mau đi kiếm lại cái hàng đó, nếu không là tụi bay chết chắc đó nghe chưa hả? Lẹ lên đi, lẹ lên, đi mau. Đi đi, lẹ lên. Anh bự con à, cảm ơn anh cứu tôi đi nha. Cảm ơn anh nhiều đó. Đại ca, mai mốt gặp lại nha. Nè. Nếu mai mốt gặp rắc rối gì đó, nhớ kiếm đẹp đi nha. Anh luôn chờ em đó. Chờ một chút đã. Nè, mua nè. Anh thầy cưới với em đi nha. Thầy cái gì hả? Anh thấy thầy là mai mốt không có được điên cuồng như là ngày hôm nay nữa đó. Có được không? Chuyện gì nữa đây? Hồi nãy người ta đông như chị, mà anh còn dám quay lại cứu em nữa. Ê, mọi người chịu liều thân đã chơi á, thì không có nói là liều mạng nữa. Nếu mà không liều mạng á, thì đâu có đã chứ. Tại sao lúc nãy lại khẩn trương như chị? Em là đàn bà thôi, ngoài chuyện đó đâu còn gì nữa. Nè, anh giận em sao? Cậu có đi giận cái gì chứ? Anh không muốn hay sao hả? Muốn cái gì đây? Nè, anh đang muốn gì lắm. Muốn cái gì hả? Nè. Chứ ghét anh có gì? Được, ghét hả? Nè. Ghét hả? Hết ghét chưa? Nè. Bự con. Không sao đâu. Để lên đi, không có sao đâu mà. Để lên đi nha. Đi. Đi đi. Họ để đồ trên xe của tôi, họ lấy thì họ đi, không sao đâu. Hình như là anh đang cầm nắm đồ của tôi đó. Chuyện gì vậy? Tôi trả lại cái áo cho anh nè. Cảm ơn. Không cần cái áo. Bye bye. Bye bye. Không ngờ là mình cũng được chơi với ảnh chứ. Đít bự gì chắc là đẻ dữ lắm đó nha. Hả? Làm bộ hoài à. Lột cái này hả? Nè nè, đứng dậy, đứng dậy. Xuống hàng đi, lẹ lên, lẹ lên. Được rồi. Mau lên, mau lên, nhanh lên. Mau lên. Nè, Đại Phi, bộ không cần phải làm con dữ hay sao đây? Wow, hôm nay sao chị đẹp quá vậy? Chị sao? Nè, anh bự à, anh có cần tôi phụ hay không hả? Tôi làm lái xe đó nha, đừng có nói chơi nữa mà. Ê à, không phải nói chơi đâu, mà phải nói là cảm ơn mới đúng đó.
Cảm ơn. Chị hai à, quá đơn nè, kiếm hàng lại đi nha. Cầm lấy đi. Khỏi cần. Ừ. Wow, phản ứng nhiều dữ thiệt. Để tôi biểu diễn bản lĩnh của tôi trước đã. Nè nè chị à, ngưng cái chính ngựa đi. Cái gì? Cái chiêu hít đất của chị tối hôm qua thiệt là hiệu quả đó nha. Không phải chuyện của mày, không được sao? Em lấy làm lạ đó. Mới sáng sớm mới là có người bày đặt rồi à. Em nói tới đâu rồi? Hôm nay là ngày sinh nhật lớn của bà dì Sáu đó. Hay à, phải đó, bà dì đã tiệc thọ nổi chính ngựa. Bà dì Sáu muốn lấy chồng đó mà. Bà dì Sáu muốn lấy ông tài xế chở hàng làm chồng, có đúng hay không hả? Nói ra đi mà. Dạ, phải rồi. Nói thầm đại cho người chết à, cho người chết à. Cứ dâm hả? Đã. Anh Đại Phi à, em trai của anh đã ra sao rồi? Hay à, nói chuyện đó phải ngồi xuống mới nói đàng hoàng đó nha. Tôi nói tóm lại là nó đã muốn cai bỏ rồi, không có dễ cai được đâu. Hay à, sao nói kỳ vậy? Vậy là chưa bao giờ làm đại ca người ta. Hãy làm đàn em đó, nhất định phải nghe lời đại ca đó nha. Chỉ cần đại ca dùng phấn vẽ một vòng tròn lên đó, thì không dám bước ra nữa đó. Đó là quy luật giang hồ. Đại ca à, không xong rồi. Hay à, tôi giới thiệu cho mọi người đây là lịch sử dễ dàng của tôi đó nha. Em báo cáo cho anh biết, anh Thông uống vô hai mấy chai thuốc ho đó, bây giờ chuẩn bị nhảy lầu tự tử rồi. Chắc vẽ cái vòng tròn quá lớn rồi. Đi đi, đừng có nói nữa. Đại Phi. Đừng có lo, nó là quán của tôi mà. Ghê quá vậy, chứ đâu nè, không sao đâu. Ê, tôi đi đi. Bảo tôi xuống là xuống sao, rồi mất dịch. Mày làm cái gì vậy? Có gan thì lên đây đi. Hay à, dám chửi tao hả? Mày đừng có đi đâu đó nha, tao lên đập gãy xương của mày. Có giỡn thì lên đây đi. Sao hả? Có gan nhảy xuống đi. Còn bà đó, mày biết là mày đang nói chuyện với ai hay không? Tao hỏi mày có biết đang nói chuyện với ai hay không? Xin lỗi nha, lỗ tai tôi hồi giờ nghe không rõ. Mày có biết tao là ai không? Là Phi đại ca. Nghe được á. Cô bà đó, tưởng là anh hay thứ thiệt sao? Tôi không có ngán ai đâu. Tôi là dầu chéo quỷ, chứ không phải là bánh ướt đâu. Chuyện gì cũng hạn chế rồi. Bộ anh tưởng tôi thích đi lấy cho anh sao? Mày có biết đang uống nước gì hay không? Tôi uống thuốc ho có được không? Thuốc ho? Bộ mày bệnh hay sao? Tôi bị ho. Ho lào, khạc ra máu đó. Chịu nó hết nổi. Phan bị hai đứa chơi lên. Dám bước tới gần đây không? Dám chịu tới đi. Ha ha, được. Trời hả? Được. Được. Bây giờ tao với mày bay kia chưa? Hay. Khỏi đỡ đi bà, đi chỗ khác chơi đi. Tôi thấy lần này anh không cần nhốt đệ tử của anh lại, ảnh có thể cai được. Thiệt hả? Thằng khờ, mày ngu quá đi. Chết rồi, anh làm trật khớp tay với chị hai rồi. Chuyện này chết chắc rồi. Thằng Phi thúi, làm trật khớp tay của tôi rồi, còn dám giữ tôi là bà tám túi nữa hả? Sợ quá đi. Có đau hay không? Ây dạ, em phải coi chừng gì đó nha. Nè, để tôi coi đi nha. Anh có biết hay không? Yên với bọn chó của mày đi. Anh biết nghề trật đã hả? Anh không phải chỉ biết lấy xe nhận vải hay sao? Lúc xưa tôi có học qua. Vậy thì anh làm thử đi nha. Được. Làm việc cô đứng qua một bên đi nha. Cảm ơn. Làm ơn đi nha. Nhẹ tay một chút đi nha. Được. Cắn vào chỗ này nè. Nè. Cắn vào hả? Cắn mạnh đó nha. Ây da, đứa chị đừng có ngựa, còn nghe lời của anh bự nữa mà. Đi chỗ khác đi. Anh nói sửa tay cho tôi, nhưng mà sao tôi té cái đầu xuống đất, làm tôi bị mất mặt hết luôn rồi nè. Bây giờ thấy cử động được chưa? Tôi bị té đau quá rồi nè. Lại nổi chiếc ngựa nữa đó. Thấy đang khớp rồi hay chưa? Ê, phải rồi. Khớp hết rồi nè. Khớp hết rồi nè. Bây giờ thì không sao đâu, nhưng mà tối nay cô sẽ bị sốt đó nha. Chị bị sốt hay sao? Sao không thấy bị sốt gì hết vậy? Sao không thấy sốt gì kìa? Chắc là bị cắp bởi cái áo này rồi. Nào xuống cái đã.
Mau sốt lên đi. Mau sốt lên đi. Chị hai à, làm cái gì vậy? Chị làm cái gì hả? Ông thiệt là giỏi đó. Nổi tiếng ngựa lên, nổi lên mặt đó. Chị đã sốt lên rồi. Có cảnh sát, đi đường khác đi. Ông chủ à, chiếc ngân hàng đi nha. Nè, anh hai à. Anh hai à, chuyện gì vậy? Con thú lạ này con á, cũng khá lắm chứ. Tôi đâu có làm cái gì sức mấy mình. Không có. Xe của ông lợi hại quá. Biết cứu người ra khỏi vòng bao vây đó. Là bất đắc dĩ thôi mà. Người ta có dao đó. Dao hả? Tôi không có dao à. Làm thế gì sợ người giữ. Tôi không có dao hả? Lái xe qua chỗ khác đi. Sếp, xin lỗi nha. Xe này của ai đây? Được, nghe rõ chưa? Lái xe đi chỗ khác đi, lẹ lên. Sơ đuổi ra đi chỗ khác kìa. Tôi nói chiếc xe này nè. Dạ, được, đi liền ha. Đi liền ha. Mời xuống xe. Cho coi bằng lái và thẻ căn cước đi. Lấy xe đi. Có bằng lái đi chứ gì. Cho có bằng lái đi. Thông cảm đi mà. Mới lấy bằng lái thôi. Thông cảm đi sơ. Thông cảm đi sơ hả? Cho một lần cơ hội đi hả? Làm ơn đi hả? Đi. Cảm ơn. Đi số tiền rồi. Xin lỗi, xe nó đi nha. Anh bị à? Để tôi bỏ hàng rồi đã. Lại là một câu đó. Ê, chị ai à? Em nghĩ chị hôm nay không có nên ra tới tấn công đâu. Có chuyện gì lắm mà. Mắc mớ gì đến em chứ? Chị tên ngân hàng. Anh cũng có sao chứ? À dạ, vừa phải thì chị già. Tôi không sao. Buồn gần chết rồi. Ê, thằng bị tới rồi. Đại ca, thằng bị tới có đám nè. Ê, đừng có la lớn tiếng mà. Hàng để ở đâu? Mau lấy ra đi hả? Bộ anh để đồ trên xe tôi sao? Anh thiệt có là thông minh đó nha. Đổ hàng xuống hết. Nhất định phải kiếm cho nó. Ê nè nè nè, đừng mà. Tôi chở hàng dùm cho người ta thôi mà. Đừng có đổ xuống, tôi mới đợi cho người ta đó. Mấy anh thông cảm đi mà. Nè nè, đừng có làm như vậy mà. Thằng bự. Vậy mà ngươi còn dám gạt tôi nữa. Tôi thấy là biết ngươi không phải chỉ đơn giản là người lái xe chở hàng thôi đâu. Vậy mà còn chưa chịu xa tay. Anh đâu có phải là người đàn ông nữa chứ. Wow, anh thấy là không phải rồi. Chị coi đàn ông hay lắm. Về đây có nhiều một hồi chị cũng phải ra tay thôi. Nên nè nè, em không thấy sao? 10 ngón tay của ảnh cũng đã nổi chai cứng hết rồi. Có nghĩa là một hồi ảnh sẽ đánh tụi nó ngã tay tôi. Giỡn đi. Cá cái gì cũng được. Đấm nào thì tính đấm đó. Thiệt à. Ok, em có 143 đồng 60 xu. Em mua anh bia thắng. Được. Em ăn được 1436 đồng rồi. Đánh đi. Đặt tiếp. Phá sản rồi. Tôi ăn được 14.360 đồng rồi. Hay quá. Tôi ăn được rất là nhiều tiền rồi. Hay quá, sao thường. Tới lúc này à. Để hàng ở đâu, nói mau. Đại hiệp cuối cùng ra tay rồi.
Đứa nào dám tranh sự? Ôi đây. Ngoan hả, ngoan hả, bây giờ tội nghiệp chưa, đau lắm hả, ngoan 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 ngoan, nín đi nha, nín đi hả, nín đi mà, ngoan ngoan ngoan, mưa nè. Cũng tại cái thằng kia, qua đây tao biểu. Mày là cái thá gì vậy? Anh bị sao rồi? Tôi đã nói với cậu rồi mà, lần sau nếu đâm người ta phải đeo mắt kiếng rồi hãy đâm nha. Đứng đó làm cái gì nữa, đỡ nay của tụi bay về đi. Tôi cảnh cáo anh, đừng có giở trò nữa nha. Tôi chỉ muốn lấy lại số hàng thôi. Anh đừng gọi đó nhiều chuyện nữa nghe chưa hả? Từ ngày đầu tiên tôi đã nói với anh, không ai được quyền ở chỗ này nói chuyện lẽ phải. Nếu không thì sẽ biết tay đấy nha. Hả? Mày đừng có nhiều chuyện nữa nghe chưa? Cút đi. Đi đi. Đi. Để xin. Tôi phải lấy xe đi. Xin anh xuống xe đi. Anh phải nói tôi biết. Bột để ở đâu? Tôi hôm nay bị xui đã đủ rồi. Hãy để tôi đi đi. Không nói tôi lục đó nha. À, tự giác đi, lấy ra đi cho anh mà. Đi, để lên. Đại phi, anh nói cho anh biết. Bột ở đây nè. Tôi không muốn bị lần thứ ba. Tôi nói cho anh biết, đó là chuyện tôi và anh Bia, không có liên quan tới anh. Em chưa ngủ à? Chưa thấy em về tới, em ngủ không được. Tại sao mặt của anh bị trầy rồi? Hồi nãy đi kiếm xe cạo trúng, bị chạy thôi. Điểm đầu cho anh nha. Nếu như em có chết đi, có phải là xe tốt hai đứa này không? Bây giờ đâu có gì mà không tốt. Hôm nay em cảm thấy ngón tay của em đã có một chút cảm giác. Bác sĩ nói là không bao lâu nữa em sẽ được khỏe. Em sẽ ráng kiên nhẫn lên. Anh không nhớ em là một cô y tá à? Em biết là em không có thể nào khỏe lại, nhưng mà em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em không có đòi hỏi như là một công việc tầm thường, biết đi biết chạy. Em chỉ muốn là mỗi lần anh về tới nhà, bật đèn lên cho nhà sáng lên, để cho anh có cảm giác là đã về tới nhà rồi. Nè, muốn ăn cái gì thì kêu đi nha. Cho ly cà phê, ít đường nữa nha. Được. Một ly trà chữa, một tô cháo trứng bá thảo, một cái pizza. Nè, hồi nãy mày kêu có món gì vậy? Tôi kêu cho tôi thôi. Kêu đi. Ông chủ, cà phê sữa và mì trứng non nha. Ông chủ, hộp cơm của tôi xong chưa hả? Còn chưa được, ngồi chờ chút đi. Nè, anh bữa con. Chào anh Phi. Nè, ngồi chơi. Ê, trưa nay tôi theo anh làm bến xe nha. Anh đừng có nói chơi. Anh là ông chủ của quán bà, cả con đường dưới sự quản lý của anh. Anh đâu có ở không? Hay à, tôi thì cũng có hơi bận. Nhưng mà thằng Bia nó đi kiếm anh khắp nơi đó. Nếu như mà Đại Phi này không theo bảo vệ anh không có thoát khỏi đêm này đâu. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Nhưng mà tôi nói thiệt cho anh nha, anh bự con thiệt đó, nhưng mà cái tướng mạo của anh kém quá đi, không biết phải làm sao để bù lại. Để tôi coi coi. Nè, đôi mắt kiến tao. Lại lên. Đè. Đeo vào đi.
Hả? Thấy tỉnh lên liền đó. Đeo đi mà, đeo thử đi. Hả? Đeo vô đi. Wow, đẹp trai thiệt đó nha. Ây da, nhìn được. Thiệt là có lý. Nè nè nè, có giống Đàm Vĩnh Giang hay không? Nè, đẹp trai hay không hả? Tay của tôi đâu? Tối quá vậy. Tối à? Kéo ra chút xíu là được hả? Đầu tiên tôi đeo rất là khó chịu. Hay da, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Nè, nhắm mắt lại hết trước mặt rồi. Nè, anh có biết tại sao trong giang hồ ai cũng đeo mắt kiến hay không? Không biết à? Muốn biết không? Bây giờ mắt của tôi đang nhìn chỗ nào? Đang nhìn tôi. Không đúng, đang nhìn bên kia. Thấy chưa? Nguyên nhân phải đeo kính đen là để cho đối phương biết mình không có đang nhìn chỗ nào. Trong cái cảnh nguy hiểm đó hả, mình biết đường mà đỡ. Có hiểu chưa? Hộp cơm của ông đã xong rồi. Tôi đang nói chuyện có lợi cho anh mà tại sao không ngồi yên vậy? Còn nữa nè, ngồi quán ăn thì phải biết quy luật, điều đó không phải là dễ đâu nha. Ví dụ như tôi nè, ngồi ở một vị trí mà bốn mắt có thể nhìn thấy bốn phía. Còn nếu mà anh kẹt rồi lưng hướng ra phía ngoài cửa bị người ta dùng dao chém chết, nguy lắm đó. Nè, nhìn qua bên kia đi. Thấy chưa, không biết là ai đánh anh nữa đó. Anh có thấy là anh khờ hay chưa? Tôi biết rồi. Sao không đánh một bên? Đánh rồi thì tôi mới hay. Bởi vậy tôi nói anh thiệt là khờ. Nè, tôi nói cho anh biết nha, đồ vật trong quán ăn lúc nào cũng có thể chống lại được. Nè, ví dụ có thấy chưa, chai nước tươi này nè. Anh Phi à, tôi phải đi ngay đây. Hay là lần sau tôi xin anh chỉ dạy thêm đi, có được không vậy? Được. Cái gì đây anh, xin phép nha. Bảo trợ đi nha. Đi. Cảm ơn. Không cần khách sáo đâu. Nè, có rảnh tới kiếm tôi nha. Nè nè, hồi nãy tôi nói những gì với hắn ta không phải một mình hắn nghe đâu nha, mà tất cả mọi người ở đây phải nghe hết đó, nghe chưa? Dạ, biết rồi đây ạ. Nè chủ quán tại sao tới bây giờ chưa thấy đồ ăn ra vậy hả? Mở lên đi. Anh Châu, uống miếng nước nha. Anh thấy có hoài không? Hoài. Hay à, mặc áo gì vậy, không sợ bị cảm hay sao? Mặc áo gì cho em chứ? Đẹp thiệt đó nha. Cùng nói nữa, để cho em tài chiếc nhóm được. Oh yeah. Nhiều chuyện quá đi. Từ từ nói chuyện đi nha. Có hay nói giận lắm đó. Mình đi nhớ làm đi nha. Được rồi. Oh, tối nay em thiệt lợi hại đó. Khóa sạch chỗ này. Dạ, phải đi, phải đi. Đợi chưa, chạy nha. Mấy người muốn làm gì hả? Dừng tay. Lợi hại á, lợi hại chị. Nè, nè, có chạy mặt. Chạy mặt, chạy mặt. Chạy mặt, chạy mặt. Anh đi à? Bộ anh đi mình mất trí nhớ hay sao? Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi mà. Đánh bao nhiêu lần thì anh mới chịu buông tay hả? Đánh nó đi. Chưa có đã à? Tôi cho anh biết thêm lợi hại của tôi đó. Dừng tay. Dừng tay đi. Cái gì? Dám đánh tôi nữa hả? Mà mau cút ra ngoài đi. Lợi hại thiệt. Anh chính là đại phi ca xích trụ đó. Tôi chính là xích trụ đại phi. Người ta thường hay gọi là phi ca đó. Cũng thích đánh lộn nữa đó. Sợ chưa? Hay hay hay. Anh nhường tôi ba chiêu à? Qua đây. Không nghe mà. Cái mặt mày nè. Bia đây. Anh là anh Phi đó. Không phải, anh kêu là thằng Phi được rồi. Gà sai nè mà mày cũng không biết đâu hả? Tôi biết là anh chơi độc quá mà. Anh chơi bằng súng á, tôi thua đó. Tao có tiếng là độc ác đi.
Mày có gan là chơi với tao đi. Xỏ lại đi. Xỏ lại. Con gái mà rắc rối quá vậy hả? Mặt trước người ta đi bụi đời à? Anh gà, có chuyện gì từ từ nói mà. Nó chỉ là con nít thôi mà. Con nít hả? Biết theo người ta ra ngoài đánh lộn, gọi là con nít à? Anh phải bị té cống nước mà anh nhìn thấy đã rơi lệ. Mẹ tôi đi báo dịch bối rồi. Quỳ xuống. Quỳ xuống đi. Ta kêu quỳ xuống. Mày cũng cứng cáp lắm chứ. Hồi nãy mày nói nhìn có ba chiều. Bây giờ tôi biểu mày quỳ xuống mày không chịu quỳ hả? Vậy mày chịu nghe lời của ai đây hả? Quỳ xuống đi. Làm cho nó dài cây đi. Dạ. Muốn gì đây? Cái ông lái xe chở hàng đó rồi. Tôi không biết là ông hỏi ai. Đừng có tự chuốc khổ vào thân. Số hàng để ở đâu hả? Tôi không biết mà. Cũng không có che chở cho ai hết. Tiếp tục đánh đi. Đánh đi. Tao chỉ muốn lấy lại số vàng thôi. Để đâu? Nói vậy lên. Đại ca, chính là cái thằng khốn nạn đó. Im miệng đi mày. Tụi bay đều là vô dụng. Về đây hành xin. Ông chính là tài xế lái xe hàng đó hả? My name là gà say. Nè, giao số hàng cho tôi, tất cả đều vui vẻ. Chúng ta đều happy. Tôi ghét nhất là ai cao hơn tôi đấy nha. Dẫn đại ca các người chạy đi. Đi Đại Phi à, thì anh bự lợi hại gì vậy đó. Thôi bởi vậy Đi anh đừng có giận mà. Anh làm sao vậy? Em có biết không hả? Nó đi khắp nơi kiếm anh đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay, có nó thì không có anh đây. Nè, tôi nói tụi bay biết. Lập tức gọi điện thoại cho pháo dương đi. Điều hắn phải lập tức đưa vũ khí qua đây ngay. Dạ anh già. Anh Tiểu Lâm à, tôi không muốn làm phiền anh từ Hồng Kông qua đây. Tụi nhỏ này á, nên á bay qua Đài Loan thăm anh á mới là đúng chứ hả? Tao sợ tụi bay không có gan qua bển đó. Tụi bay đứng đó làm gì? Còn không mau lấy ghế, mời anh hai ngồi đi, lại lên. Dạ. Vụ này á, tôi không biết phải nói làm sao đây. Chỉ có một câu thôi. Tôi bị xui xẻo. Đã bị cái thằng tài xế xe hàng làm cho thằng gà say này bị mất mặt hết. Anh nói có tức hay không? Thiệt là hay quá đi. Right. Anh Long không có thích nghe người ta kể chuyện đâu. Tiểu Lâm, thằng tài xế đó không phải là cờ đâu. Hắn giả bộ thôi à. Nè, tụi bay đứng ở đó làm gì vậy? Mau, đi gọi vô pháo, tập trung vũ khí, đi bắt Đại Phi và cái thằng tài xế về.
Đừng có để anh Tiểu Lâm nói là gà say này gạt tiền nữa nha. Hiểu chưa? Mày tưởng là mày giao người ta có thể bù lại số tiền đó hay sao? Mày tưởng tao là thằng khờ à? Đứng yên, dính dính là tao bắn hết. Tôi chết rồi, không xong rồi. Chuyện này gà chạy á, trở thành gà rút xương rồi. Liều mạng thôi à. Ê, liều mạng. Tại sao phải giết nó? Bác cũng giết người không cần lý do. Vậy ta biết mày là ai rồi. Là hai chữ sát thủ à. Ê nè, tại sao mày không giết tao luôn đi? Không cần thiết rồi. Không cần thiết à? Tao là con người mà. Hồi để tao thấy mày giết chết một người. Một lát cảnh sát tới đây á, tao sẽ khai ra đó nha. Trong người tôi có 20 viên đạn, phần nửa là của anh, phần nửa là của tôi. Mày đúng là sát thủ chuyên nghiệp, thì phải giết người bịt miệng chứ. Sát thủ giết người không cần nói lý do, nhưng khi hắn không giết người thì đương nhiên có lý do của nó. Cũng có lý đó. Mày nói chuyện nghe sâu xa lắm đó nha. Sát thủ à? Ê, đâu mất rồi? Chạy mau đi, cảnh sát tới rồi. Nó biết nói chuyện từ xa truyền đất à? Hẹn gặp lại sau nha. Nha. Thì ra tối nay mình nói chuyện với một luồng khói mà. Ghê quá thiệt, ơi mau đi đi. Cô kiếm ai vậy? Xin hỏi, có phải là anh Bự Con ở nhà này hay không? Cô có chuyện muốn tìm ảnh à? Cô là người gì của ảnh? Tôi là vợ của ảnh. Vợ của ảnh? Tôi đã quen với ảnh lâu rồi, nhưng mà chưa hề nghe ảnh nhắc qua là có vợ rồi. Anh đã quen với cô lâu rồi à? Tôi chưa hề nghe ảnh nhắc tới cô. Tôi không có đợi anh nữa, tôi phải đi về trước. Nè, xin cho biết quý danh của cô. Tôi tên là Mỹ Lệ. Anh Long có về tới, tôi sẽ nói cho anh biết là cô có tới đây. Thôi khỏi, không có chuyện gì đặc biệt, tôi về trước nha. Cô đến để làm gì đây? Anh Bự. Em nè, tiếp khách giùm đi. Cô có chuyện muốn tìm anh đó. Anh Bự, tôi về trước nha. Cô có chuyện muốn tìm anh mà. Anh ra ngoài đi. Được rồi. Mỹ Lệ. Mỹ Lệ. Tôi không biết tại sao lại trốn ở những chỗ này. Tôi cũng không muốn biết tại sao. Nhưng mà tôi biết anh không bao lâu sẽ phải rời đi. Nếu như tôi có thể giúp được gì cho anh, thì anh tới kiếm tôi đi nha. Nếu không phải vậy anh đã có vợ rồi. Anh có thích tôi hay không? Có thể cho tôi hút một điếu thuốc hay không? Vô nhà đi, vợ của anh đang đợi anh đó.
bảo trọng. Nếu như có chuyện thì nhớ tới kiếm tôi nha. Anh Long, em không có sao chứ? Em tính nhanh hơn là tôi tưởng tượng. Anh hai, em có chuyện phải nói, ra ngoài nói chuyện đi. Anh Long, anh không có sao đâu. Anh cẩn thận nha. Có chuyện cứ nói đi. Tối nay em không có giết anh, bởi vì em muốn tha cho anh. Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng, và không có lần sau đâu. Nghĩa phụ thế nào rồi? Chết rồi. Tại sao lại chết? Ông từng nói qua, là một người sống trong giang hồ cũng như là một hòa thượng, không thể có thức tình lục dục. Nhưng mà ông không làm được, anh cũng không làm được. Trong thế gian này chỉ có người làm được, chính là Long Nhị Ca. Ngoại trừ anh chết đi, hay là anh chết đi, nếu không anh sẽ không tha cho anh. Em có biết tại sao anh phải trốn ở đây mà không trở lại Đài Loan hay không? Ai cũng có quyền chọn lựa phương thức cho cuộc sống. Em có quyền hay sao? Tôi cũng không có. Sở dĩ anh phải tránh mặt Long Nhị là không muốn anh chết dưới tay của anh. Nghĩa phụ chỉ còn có một người dưới là con trùng, và họ Long nuôi dưỡng anh bấy lâu nay. Thù này anh nhất định phải trả. Em yên tâm đi, ngày mai tại đây sẽ không còn có Long Nhất nữa. Anh đâu rồi? Đi rồi. Anh nói gì với anh vậy? Không có nói gì cả. Chỗ này không ở lại được nữa. Mình là phải chọn nhà. Ừ. Em không có muốn dọn đi. Em không muốn sống ở trong cảnh đó nữa. Em cảm thấy mỏi mệt kia lắm. Anh hãy giúp em đi. Anh đừng có bỏ bóng thi vợ của anh ở trên mình của em nữa. Được không? Anh đã thay đổi nhiều quá rồi. Anh đừng có nên vì em mà thay đổi con người của anh. Coi như là em gian xin anh. Anh cứ mặc kệ em đi. Anh đi đi. Đừng có nói nữa. Cũng tại anh liên lụy tới em thôi. Nói tóm lại, có chết thì chết chung, anh không bỏ em lại một mình đâu. Anh lái xe về đây, em nằm nghỉ nha. Tự cho em quyết định nha. Cái đèn đó là do em bật nha. Cái đèn đó là chính em đã bật lên. Nhưng mà tiếc là người trở về nhà không có phải là anh. Em lại còn tưởng là
Ngày mai anh sẽ còn có một lần cơ hội. Anh không thể đợi được. Không thể đợi được nữa đâu. Em nhất định sẽ đợi được. Ngày mai sẽ đến rất nhanh. Trời tối rồi, anh sẽ trở về. Em bật đèn sẵn đợi anh. Em Tuyết, em nhất định sẽ đợi. Em nhất định sẽ đợi được mà. Em nhất định sẽ đợi anh. Đi xa nữa mà. Không được, anh nhất định phải đi theo anh. Thì về sao? Ừ. Thầy dục mình thấy buồn lắm đó. Thôi được, lên xe đi, lại lên. Nè, thiệt gia, cho tao đi được rồi đó. Để thêm một lát nữa đi. Đợi ai nữa vậy hả? Lộn xộn quá đi. Anh tụi con. Em thân với anh lắm mà. Đâu có đâu. Giúp cho anh đi nha. Được rồi, nhưng mà muốn anh giúp cách nào đi? Anh ghét nó lắm đó, mình lên tầng trên ngồi đi. Ừ. Bây giờ chết rồi, em đã quên uống thuốc say cắm rồi. Mấy người lột xét đi nha. Lột xét cái. Yes sir. Tôi còn kiếm người này. Cô có biết người này không? Chúng tôi còn phải kiếm hắn. Tôi không có biết. Bến cảng của Long tại Đài Loan. Này này, cẩn thận đó nha. Ừ. Mona, em đừng có nói là anh dẫn em ra giang hồ để mà chung sống với nhau đó nha. Trận dung như vậy á, đương nhiên là để tiếp đón những vị khách lớn như anh nè. Cậu hai, cuối cùng cậu đã về. Để tôi xách cho cậu. Cậu hai à, xe đã chuẩn bị. Chào cậu hai. Cậu hai, chúng ta đi. Biệt danh của ông ở Hồng Kông là cậu hai đó. Đại phi. Chuyện gì vậy? Tôi đã có sắp đặt một khách sạn lớn cho hai vị cư ngụ. Ê à, đại phi này ở trên giang hồ đơn thân độc mã thôi mà. Nói chi bây giờ có hồng nhan chi kỷ của Moon đi chung. Chỗ này là cơ lông tại Đài Loan, không phải là xuất trụ tại Hồng Kông. Thế à, bọn anh tưởng là tôi không biết nói tiếng phổ thông hay sao? Moon à. Công bà nó. Hả? Chị hai của anh dẫn tôi sang sóc anh. Còn chuyện trong giang hồ, anh đừng có xen vô. Nè. Ép họ lên xe. Anh dám à? Ây da, ông làm thiệt đó nha. Đây chính là giàu lớn hay sao? Ông có nói thiệt bao giờ đâu, tin hẳn là có ngày tàn đời đó nha. À, chuyện gì? Anh hai của tôi còn gặp anh. Anh quen với ảnh mà. À, sát thủ à. Nè, tôi đâu có biết ông đâu. Cậu là đệ tử của Long Nhất à. Võ công rất khá. Tôi có thể cho cậu một cơ hội. Long Nhất là ai, tôi đâu có biết đâu. Làm bự con đó. Hay à, tôi là đệ tử của hắn à. Vậy thì ông có biết ở xích trụ gọi tôi là cái gì không? Là đại phi đó, ai mà thèm làm đệ tử của nó chứ. Vậy là giai của anh cao hơn ông rồi. Đương nhiên. Tiểu Lâm. Nói chuyện không xong mà dùng súng là đồ người gian đó. Chúng ta nên từ tưởng biến đi nha.
Mặc kệ anh là anh hai hay là đệ tử, nói chung không phải là bạn của tôi, chỉ là kẻ thù của tôi. Ê, anh nói sai rồi. Trong thời gian ở Hồng Kông, tôi thấy hắn tội nghiệp cho nên đứng ra chỉ cố hắn thôi. Hắn đúng là người dâng ơn phụ nghĩa, nhưng mà anh cứ yên tâm đi. Lần sau mà nếu tôi mà gặp hắn một lần nữa, thì hãy nhất định tôi chém hắn ra. Vậy thì chúng ta làm bạn đi nha. Ê, ông thiệt là điên khùng. Bộ muốn làm bạn là làm liền hay sao? Làm bạn rất có nhiều phương pháp. Đừng có để tay lên da nha. Cách làm bạn của tôi là... Nè. Không muốn làm mất thì giờ. Tôi thích nhất là dùng phương pháp này. Tại sao lại ít tiền như vậy? Hồi xưa chính là tôi nhờ nó mà quen được người bạn này. Trong thế gian này có hai loại người. Một loại tham lam, một loại không tham lam. Ảnh thì là không tham lam, còn tôi là tham lam nhất đó. Vậy anh muốn sao đây? Còn phải coi anh có bao nhiêu thành lý để kết nghĩa với tôi nữa. Được. Nè. Bạn thường thôi. Tình nghĩa còn nhợt nhạt lắm đó. Tiêu Lâm, tiếp đãi khách cho đàng hoàng nghe chưa? Ép hắn vô trong đi. Ê, nè. Tiền của mình thì mình phải cầm lấy chứ. Bỏ uổng lắm đó. Tự mình tôi vô được rồi. Xin lỗi nha cậu hai. Thời buổi bây giờ khác lúc trước. Không cần giải thích. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà các người đừng có trách tôi nha. Nè, tôi bắt tiểu quá đi, mở cửa ra. Bây giờ em em có phải là vợ của anh Phi không? Nói chuyện có phải lịch sự một chút chứ. Vậy chứ nữ hoàng anh không biết đá sao đứng tấn hay sao? Để nói cho. Anh sát thủ có thể làm ơn để cho vợ tôi đi vô nhà vệ sinh hay không? Làm ơn đi anh hai à. Cửa không có khóa, ra đi. Hai người tự nhiên. Không được, tôi là người ở trong giang hồ, nói chuyện phải giữ uy tín. Hơn nữa tôi đã hứa với anh hai của anh là phải giết chết ông Bự mà. Câu chuyện này từ đầu đến cuối, anh không nên nhúng tay vào. Tối nay 3 giờ, tôi chuẩn bị một chiếc tàu tại bến Cơ Long, đưa hai người sang Phi Lục Phật, dẫn bạn gái anh đi. Anh không giết tôi đó. Làm sao nói với anh hai của anh đây? Tôi không nghĩ ra được lý do gì để giết anh. Sát thủ giết người không có lý do, anh dạy tôi như vậy đó mà. Có lý do đó hay không, đối với tôi không quan trọng. Hơn nữa, mạng của tôi đã bán cho Long Nhị Ca từ lâu rồi. Mạng của tôi không thuộc về tôi. Tôi còn ăn nói với ai nữa được. Chúng ta phải làm sao đây? Hết cách rồi, làm liều thôi. Làm liều? Ừ. Hay thiệt, Long Nhất quá thật là Long Nhất, vậy mà cũng không giết được ông. Ông cũng biết rồi, ông đâu phải là muốn sai họ tới giết tôi đâu, chẳng qua muốn mượn tay tôi giết họ thôi. Người từng bán rẻ tôi, mai này cũng sẽ bán rẻ được ông. Đạo lý đơn giản như vậy, làm gì mà ông không hiểu. Còn bà nữa, người cha nào sanh ra ông mà thông minh quá vậy hả? Chuyện này cũng bị ông đoán ra được, cho thêm một chút khoái cảm có được hay không? Ông có biết không, từ nhỏ tới lớn, tôi cũng cảm thấy tôi là một người rất thông minh. Có một lần, tôi hỏi cha tôi, có phải là tôi thông minh nhất không? Ông trả lời thế nào có biết không? Ông nói là Long Nhất, chính là ông này. Lúc bây giờ trong lòng của tôi rất là buồn. Ông mà thông minh hơn tôi sao? Ông hãy tự mình nói đi. Thông minh đại diện cho cái gì? Người thông minh hơn tôi đã chết hết rồi. Con báo đã chết rồi. Mèo chết rồi. Luôn các con chuột yêu quý nhất của tôi cũng chết rồi. Chỉ còn một người duy nhất là Long Nhất. Ông cần nghĩ ông sẽ là người ngoại lệ không? Tôi sẽ ra sao tôi không rõ, nhưng mà ông ra sao tôi biết rõ ràng. Rồi sẽ nằm xuống như một người bất động thôi. Ông sẽ không còn cơ hội hối hận nữa đâu. Giết đi. Thank you.
kêu anh đừng có về đây luôn. Nhanh biết trước anh sẽ phải về đây. Thì bởi vậy, luôn cả tổ quà của tôi cũng kêu anh đừng về đây. Vậy mà còn cứng đầu nữa hả? Ông muốn chứng minh cái gì? Thông minh hơn tôi hay sao? Cuối cùng ông sẽ bại dưới tay của tôi thôi. Tôi bắt đầu thấy trò chơi này không có hứng thú nữa. Tùy ý thành toán anh đi. Hey, không hiểu tại sao cái súng của tôi thiệt là hay đó nha. Chỉ ở ngay đầu của anh đó. Không có còn nhận ra tôi hay không hả? Tiểu Long, sao hắn chưa có chết gì? Không cần phải hỏi hắn. Nhất định sẽ nói cho ông biết không có lý do. Nhưng tôi có rất nhiều lý lẽ để nói với ông. Dù sao đi nữa, y cũng là anh em của tôi đó mà. Mà tôi làm đại ca nhất định phải che chở cho đàn em của mình. Ông thấy có đúng hay không? Hả? Mày hứa với tao như thế nào? Tôi nhớ chứ, tôi hứa với ông là tôi sẽ chém hắn thành chín khúc. Nhưng mà bây giờ không có dao á. Không lẽ dùng dao bằng tay, bằng xương mà sao để sao? Tôi hứa với ông tôi nhất định sẽ chém hắn đó mà. Nhưng mà không phải là ngày hôm nay. Trả hắn ra đi. Tôi biểu thả. Người tôi nghe lời duy nhất chỉ có một thôi. Sao mà cứng đầu quá vậy? Hắn chỉ nghe lời của ông. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không liên quan gì đến hai người. Để hai người tôi tự giải quyết đi. Hey, nói chuyện với anh hai vô khác quá đi. Được, tôi không giúp nữa. Tôi để cho anh tự giải quyết lấy đó. Anh hai, cuối cùng em đã lại mạng sống quen. Trường nhà họ đó, tôi cảm thấy vinh hạnh nhất được chết dưới bàn tay có một người mà tôi kính trọng nhất. Nhưng trong đời tôi thất bại nhất là sao mà cứng quá vậy? Hứa với tôi cái gì sao? Tôi là người con duy nhất của bà đó. Phải mà lại giết bà. Bây giờ hai chúng ta bị treo giữa lưng chừng này. Xe cảnh sát cũng sắp đến rồi. Anh có giết con cũng chết. Không giết tôi cũng chết. Bắn tôi đi. Đừng có thách tôi. Anh làm cho tôi quá thất vọng. Thằng quỷ bự, đi đâu có bây giờ mới tới vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi chứ hả? Người ta kêu là bự con, ngươi cũng lấy tên bự con. Chị là khờ quá mà. Biểu chở hàng tới lúc 3 giờ. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Xin lỗi vậy chị hai. Còn đứng đó làm gì nữa? Hãy mau chở hàng tới đi. Dạ, tôi đi liền. Cũng là anh bự con tốt. Anh dám lấy xe đụng chị hả? Thằng Nguyễn Thúi, tối nay chị biết đôi xe thôi. Không có chuyện gì tìm giết chị chút nào hết. Có lộn không đó? Người ta đang đứng mà không dám đụng hay sao? Ông què. Chết rồi. Ai vậy kìa? Sao mà giống anh bự con quá vậy? Là tôi đây. Anh bự.
Tiền là anh đó hả? Không phải anh bị ở tù ở Đài Loan sao? Ờ, xin lỗi nha. Tôi muốn ra ngoài, không có ai cản được đâu. Ờ, tôi về đây để theo cô làm ăn đó mà. Ờ, chân của anh. Ờ, cô có muốn người tàn phế hay không vậy? Không mướn. Tôi làm giỏi lắm đó nha. Thì sao? Tôi có từng gạt qua cô không hả? Được, hãy cho làm liền đi. Tiền lương thương lượng, bao ăn bao ở. Nhưng mà phải ở trong nhà của tôi. Nhà của cô có đủ rộng hay không đó? Sao hả? Nhà tôi không đủ cho anh ở sao? Không phải một mình tôi đâu, còn nhiều người. Tôi coi đi. Wow, anh không phải biểu tôi mướn hết toàn bộ người này chứ? Đương nhiên rồi. Tiền của tôi nhỏ lắm, làm sao mà mướn nổi? Có đông người á, mới làm được việc lẻ. Chúng ta nhất định phải làm ăn lớn. Làm ăn lớn hả? Wow, anh cần gì phải dẫn theo đông người tới đây như vậy chứ? Mở ra. À, ghê quá vậy, tôi không có chơi đâu. Ê, ê, nè, nè, chuyện này em đã dính chấu rồi. Không chơi á, thì cũng không được đâu. Ok, nhất định làm ăn lớn.